Trúng rồi đó chứ. Nhẹ nhàng thấy không? Đập ra cái môi. Cái gì? Đừng mẹ hàng gì tao bỏ cái gì nhẹ nhẹ chắc đó. Mẹ thấy giật nhẹ nhàng không? Mày phải tập giật với tao á. Nhẹ nhàng. Ông mạnh mẽ. Tao cuối cùng không có con nào luôn. Mấy con rồi mày đếm chưa? Ủa? Mày đếm chưa? Đâu. Đó còn phải con rồi. 8 con rồi. Đó. Đây bây giờ thằng nào giật cục gai mà. Đúng rồi. Giờ chơi rồi các bạn. Giờ bắt đầu chơi rồi đó. Mày đừng có ăn gian. Cho anh thử thêm lần nữa. Ừ. Lần này là tao bo cho mày đó. Để được đâu. Kết quả. Làm một nhỏ. Hả? Lúc này. Lúc này. Lúc. Lúc. Cần gì? À, chuyên nghiệp có khác à? Đâu nó hụt rửa rồi chứ. Đó, đó, đó. Cái gì? Mày cứ làm đi. Giật bách phát bách trúng hả? Má kiểu này là cá là mệt rồi đó nghe. Mùi tươi. Mùi tươi xong cũng đang bơi bệnh bạch. Tí nữa mình về thay nước, xả nước mới vào, ngâm cho nó sạch nhả bùng. Thời gian ốc là phải bài bản vậy chứ. Không phải ngâm rượu cho nó say. Anh đâu tối nay có 7 thằng nữa nghe Hải nghe. 3 thằng kia đi rồi. 4 thằng làm nhiều quá tối nay chỉ ăn 1 3 4. 4 thằng đi anh. Em hy sinh em ở lại cho đi. Để thôi đó. Bay lưỡi luôn. Để phiền tao. Nghe ra chơi gì ra cái đó nãy giờ. Chơi cái gì là ra cái đó nghe. Đừng có chọc anh giật. Ngoài. Tối mà lạnh anh cho lên ôm nghe. Mày thì mình cắt cười. Mẹ thấy mà tối qua nằm. Thay tài á. Anh như tao nhận. Đừng bứt gần đây thôi. Nó xa nó sâu lắm. Rồi. Chìm. Rồi rồi rồi. Rồi thả nó đi. Rớt, rớt, rớt. Ta nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi. Anh nhẹ nhàng vậy thôi. Ai giật với chú mà mày lưỡi câu chắc ngồi trên kia rồi mất thêm thằng xuống nữa. Hai con mèo đi câu cá rồi. Nhưng mà là cá nó văn mỏi rồi. Rồi đó thôi, câu này gọi là câu cổ thì cứ đúng chỗ đó vứt thôi. Cái nó kéo xuống cái này là coi như vào húng luôn, coi như sao được này đấy. Ông mẹ rồi kéo xuống giờ. Đường này đến lại đến hải câu rồi không hải rồi sao gì kỳ vậy
mặt mình bình trên mặt luôn, sao mà giờ mấy đứa con